1. Penicillin lần đầu tiên được phát triển vào năm 1928, nhưng mãi tới năm 1942 mới bắt đầu được bán rộng rãi trên thị trường. Nếu không được phát minh và sử dụng, 75% dân số ngày nay sẽ không tồn tại vì tổ tiên của họ đã chết do nhiễm khuẩn. Penicillin đã được sử dụng để điều trị một loạt các bệnh như viêm phổi, sốt phát ban cũng như nhiễm khuẩn tai, da và cổ họng. 2. Vaccine đậu mùa. Bệnh đậu mùa đã được biết đến như là một trong những mối đe dọa tồi tệ nhất. Người đầu tiên phát triển vaccine đậu mùa vào năm 1796 là bác sĩ Edward Jenner, người Anh. Tới đầu những năm 1800, việc tiêm chủng vaccine đậu mùa được tiến hành rộng rãi, nhờ sự phát triển của vaccine trong thế kỷ 19. 3. Insulin. Nguyên nhân chính gây nên bệnh đái tháo đường là do cơ thể không sản xuất đủ lượng insulin, một hormone liên quan đến việc chuyển hóa đường thành năng lượng. Insulin cũng được ghi nhận là đã mở đường cho các liệu pháp thay thế hormone trong tương lai, và đã cứu sống vô số bệnh nhân đái tháo đường. 4. Morphine. Morphine lần đầu tiên được phát hiện bởi dược sĩ người Đức Friedrich Schiller vào năm 1804, nhưng tới năm 1827, loại thuốc này mới được phát triển ra thị trường. Việc phát minh và sử dụng morphine mở đường cho một thế hệ mới của các loại thuốc giảm đau ra đời, nhiều trong số đó được bán rộng rãi trong các hiệu thuốc ngày nay. 5. Aspirin. Aspirin đầu tiên ra đời ở dạng acid acetylsalicylic (ASA) vào năm 1899. Giá trị sử dụng của nó vượt xa hiệu quả giảm đau đơn thuần, và aspirin thậm chí còn được sử dụng trong điều trị triệu chứng viêm gây ra bệnh tim và nhiều bệnh ung thư. 6. Vaccine bại liệt. Bại liệt, một căn bệnh do một loại virus sống trong cổ họng và hệ tiêu hóa, từng là một trong những nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu trên thế giới, và là nguồn gốc của sự sợ hãi và hoảng loạn ở thế kỷ 20. Vào ngày 26 tháng 3 năm 1953, nhà nghiên cứu y khoa Mỹ, tiến sĩ Jonas Salk thông báo rằng ông đã thử nghiệm thành công một loại vaccine chống lại bệnh bại liệt. Tháng 4 năm 1955, vaccine được công bố có hiệu quả và an toàn. Ngay sau đó, một chiến dịch tiêm chủng bắt đầu. Kể từ sau sự ra đời của vaccine bại liệt, căn bệnh này đã được loại trừ ở gần như mọi khu vực trên thế giới. 7. Thuốc hóa trị liệu ung thư. Thuốc đầu tiên được chứng minh hiệu quả chống lại ung thư là methotrexate. Năm 1950, methotrexate sau đó được gọi là amphotericin đã được đề xuất như là một thuốc điều trị cho bệnh bạch cầu. Tỷ lệ sống còn sau ung thư tăng lên hiện nay là kết quả của sự phát triển nối tiếp các phương thức hóa trị liệu, cũng như các chương trình phát hiện sớm ung thư được thực hiện bởi nỗ lực của hệ thống y tế toàn cầu. 8. Các chất ức chế protease điều trị HIV. HIV được xác định là tác nhân gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, ít. Mặc dù không phải là thuốc điều trị HIV đầu tiên, nhưng sự kết hợp giữa các chất ức chế protease và các loại thuốc điều trị ít có ý nghĩa to lớn trong lĩnh vực y khoa khi lần đầu tiên bác sĩ có thể giữ cho nồng độ HIV rất thấp mà bệnh nhân không phát triển sang giai đoạn ít. Các báo cáo đầu tiên về các chất ức chế protease, các chất đối kháng chọn lọc cao đối với HIV đã được công bố vào năm 1987. Sau đó, giai đoạn y thử nghiệm của Zafin-Avir bắt đầu vào năm 1989. Zafin-Avir là chất ức chế protease đầu tiên được FDA phê chuẩn trong thử nghiệm lâm sàng trên người vào tháng 6 năm 1995, sau gần chục năm nỗ lực nghiên cứu. 9. Ether đã được biết đến từ hơn 300 năm, nhưng trước đây không ai biết ether có thể được sử dụng như là một chất gây mê. Ether được ghi nhận sử dụng trong y khoa như một chất gây mê bởi nha sĩ William T. G. Morton vào ngày 16 tháng 10 năm 1846 tại Boston, Massachusetts, Mỹ. Sự phát triển của ether là nền tảng cho sự phát triển của các loại thuốc gây mê hiện đại và hiệu quả. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về sức khỏe cộng đồng.